Dạ vâng, đợt vừa rồi thì cũng có rất là nhiều anh chị có liên hệ trực tiếp với cả bên em rằng là hiện tại anh đang có một cái không gian phòng khách nhưng mà chưa biết trưng chơi tượng nào cho phù hợp. Thì trong video ngày hôm nay thì em trai Phạm Hoàn bên tượng gỗ hồng cũng mong muốn là được đưa lên hai mẫu tác phẩm để giới thiệu với toàn thể anh chị để cho anh chị cùng tham khảo. Và đây là hai mẫu tác phẩm được bên em chế tác trên dòng gỗ nu ngọc am quý hiếm, và đây là dòng nu ngọc am đỏ. Đấy, vậy nên anh chị có thể tham khảo một trong hai mẫu tác phẩm này. Và đặc biệt hơn hẳn, nếu như mà cái không gian cái bàn trà của anh chị mà phù hợp thì cũng có thể là hữu duyên điền một lúc hai cụ thì nó cũng sẽ rất là được tuyệt vời. Và hai mẫu tác phẩm này của anh em thì được bên em chế tác với dáng thế ngài Phật Di Lặc ngồi trên bao tiền vàng, mang lại rất là nhiều tài lộc và có những em nhỏ tiểu đồng nữa. Và em sẽ giới thiệu từng tác phẩm chi tiết hơn. Em sẽ giới thiệu tác phẩm bên tay phải em trước. Đây như anh chị đã được nhìn ngắm đây, một mẫu tác phẩm ngài Phật Di Lặc với dáng thế ngồi trên bao tiền vàng, đục tam phúc ba em nhỏ tiểu đồng, đấy, đại diện cho phúc lộc thọ và cũng như là mang lại con đàn cháu đống và tiền tài của cải. Mẫu tác phẩm này của bọn em thì có chiều cao lên tới là 58, chiều ngang 40 và chiều sâu là 30. Nói chung là cái phôi gỗ em cũng sẽ lựa làm sao để hoàn thiện nên tác phẩm nó phù hợp nhất. Đấy. Tác phẩm thì bên đục tứ diện, lát nữa em sẽ quay tổng quan ra phía sau. Thì anh chị cùng được nhìn ngắm kỹ hơn. Và ở mỗi tác phẩm này thì bên em có làm thêm đó là những cái viên hồng ngọc này, những cái viên ngọc màu xanh tô thêm làm cho tác phẩm đẹp hơn rất là nhiều. Và ở mỗi tác phẩm này thì đặc biệt nếu như mà anh chị để ý sâu nhá, nếu như mà anh chị để ý sâu thì anh chị cùng nhìn ngắm giúp em là cái phần tay của ngài Phật Di Lặc để trên miệng, cảm thấy ngài rất là duyên đấy, ngài rất là duyên và phúc hậu đấy, mang lại tiếng cười và cũng như là niềm vui. Kèm thêm đó là phía trên này em làm có một cuốn thư này đấy, cuốn thư và giải cuốn thư và một chú linh vật rơi nữa để mang lại trong phong thủy là chiêu hút tài lộc. Và phía dưới đây đó là nguyên phần bao tiền vàng đấy, chứa đựng rất là nhiều tiền tài của cải và cũng như là hoa lưu nữa anh chị ạ, rất là đẹp. Với mỗi tác phẩm này thì em giao lưu với giá chỉ có 18.500.000 đồng thôi, và bên em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc anh chị nhá. Và sang mỗi tác phẩm thứ hai khi mà anh chị nhìn trực diện vào tác phẩm thì anh chị cảm giác tác phẩm này cái chiều rộng hay còn gọi là chiều ngang tác phẩm nó hơi bé, nhưng mà không hẳn như vậy nữa các bạn nhé. Thì tác phẩm này em lựa theo phôi gỗ cho nên là cái độ dày của tác phẩm rất là vĩ đại. Tác phẩm thì có chiều cao là 65, chiều ngang 36 và chiều sâu là 41, cao 65, ngang 36, sâu là 41, với mức giá giao lưu chỉ là 23.500.000 đồng. Và em đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Đây chị cùng mình ngắm giúp em đó là những cái điểm mà hoa lưu trên thân mình của ngài Phật Di Lặc đây. Đặc biệt đó là diện của ngài là bên em cũng đã trao cái phôi gỗ này cho một anh trai người thợ có kinh nghiệm dày dặn trong nghề chuyên điêu khắc và cũng như là chế tác tạc diện Di Lặc cho nên là rất là đẹp. Tác phẩm thì bên em cũng đục tam phúc rồi chị nhá, có cả trai cả gái đếp kẻ đầy đủ, rất đẹp luôn. Nguyên cái bao tiền vàng này là những điểm hoa lưu. Và em sẽ di chuyển ra phía đằng sau nhỉ. Khá lặng nhá. Em cho anh chị xem cái độ dày của tác phẩm này trước đã, thì anh chị mới hình dung ra được tác phẩm đẹp như nào. Nguyên cái độ dày của tác phẩm này là bao tiền vàng, chín tiền vàng, làm rất nét. Nói chung là làm rất nét, không chê được một chút nào tác phẩm này đâu. Để trên đôn kẹp cạnh bàn uống nước với hai mẫu tác phẩm này thì em nghĩ rằng rất là phù hợp. Tác phẩm này tương đối nặng cho nên em dùng cái bàn xoay này thôi, nhưng mà di chuyển cũng hơi khó một chút. Đây là phía mặt đằng sau của tác phẩm các bạn nhá. Mà đằng sau tác phẩm này đục tứ diện hết, lón này lón đan này, lón đan rất là đẹp. Vâng ạ, và với hai mẫu tác phẩm này thì anh chị có thể là tham khảo. Đấy, trước tiên là tham khảo đó. Đấy, đầu tiên là anh chị có thích chơi cái dòng gỗ ngọc am này không, thì em trai cũng xin chia sẻ một chút về cái dòng gỗ nu ngọc am này để cho anh chị và các bác là chưa biết nhá, chưa biết có thể biết tới. Thứ nhất là những điểm hoa lu thì nhìn như đó là những cái bông hoa tạo lên cho tác phẩm nhìn rất bắt mắt, và thứ hai là có một cái mùi hương thơm rất là ngọt ngào. Khi mà anh chị chơi hai tác phẩm này trong không gian gia đình nhà mình thì sẽ lan tỏa một cái mùi hương thơm rất là ngọt ngào và cảm thấy sảng khoái, thoải mái. Đấy, tiếp những cái vị khách đến nhà mình thì không cần phải xịt nước hoa phòng nữa mà có một cái mùi hương thơm tự nhiên lan tỏa trong không gian gia đình nhà mình. Mẫu 1 là 18.500.000, mẫu 2 là 23.500.000. Đấy, anh chị nào mà quan tâm thì có thể nhấc máy lên alo trực tiếp với số hotline của bọn em 0789336318 hoặc 0966336318 để em trai gửi ngày chi tiết và cũng như là tư vấn cụ thể hơn. Em cũng xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh chị ở một video giới thiệu tác phẩm mới nhất ở những video tiếp theo ạ. Xin chào ạ.